Con xin chào thầy cô và các bạn. Con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo. Sau đây con xin thuyết trình bài dự án của con. Khi bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ xuất hiện ở rừng hồi xưa và nó hỏi tên bạn là gì. Sau khi trả lời thì nó sẽ nói xin chào cùng học toán với các bạn khủng long. Bảng đầu tiên thì hai con khủng long sẽ nói là sẽ hướng dẫn các bạn để cách chơi. Khi ấn vào khủng long màu xanh thì nó sẽ hiện ra bảng nhân, còn nếu mà ấn vào bảng kia thì ấn vào nhân vật màu ấn vào con khủng long màu đỏ thì sẽ mở bảng kia. Nếu mà điểm quá 10 thì nó sẽ hiện win, còn điểm dưới âm 10 thì nó sẽ điểm là loss. Khi nào thì điểm sẽ bằng 10 nhỉ con nhỉ? Khi mình trả lời đúng 10 câu thì nó sẽ được cộng 10 điểm ạ. À, khi mình trả lời đúng 10 câu thì nó sẽ được 10 điểm. Rồi, cô thử xem nhé. Và nếu như trả lời đúng thì phép tính nó có gì thay đổi nhỉ con nhỉ? Khi trả lời đúng thì phép tính nó sẽ chuyển sang màu xanh và hiện đáp án. Còn nếu trả lời sai thì nó sẽ hiện ra màu đỏ và không hiện đáp án, nó vẫn là cái đấy nhưng mà nó chuyển màu ạ. Ừ, rồi ok, cô thấy nó hoạt động tốt rồi. Khi chúng ta làm sai một câu thì thì nó sẽ bị trừ một điểm. Còn nếu mà chúng ta làm đúng một câu thì chúng ta sẽ được cộng một điểm. 7 nhân 9 là bao nhiêu hả con? 7 nhân 9 là bằng 7 nhân 9 là bằng 63. 63, rồi ok. Wow, bằng 10 rồi và nó win rồi đúng không con? Vâng ạ, nhưng mà À. con cứ thấy nó cứ bị tất cả chưa lại trong À, khi con dùng. thế cô cũng không không để ý, con có biết là tại sao mà khi win mà các phép tính này nó vẫn hiện không? Con thấy như thế này nó có hợp lý không? Có, nhưng mà con của con, cái kia của con nó chắc cái này là nó lỗi cái kia ở trước của. Cái này là nó ở lỗi ở cái kia hả? Cái này là nó lỗi ở cái kia đâu, để con Cuối xem cùng tính phép tính 6 nhân 10. các phép tính thì sẽ được lậm khối lệnh. Đầu tiên nó sẽ hỏi là kết quả là gì. Còn nếu trả lời bằng đáp án mà mình đã ghi thì nó sẽ thay đổi ở điểm ở thành cộng 1, còn chuyển sang trang phục đúng và nó sẽ Nói. và nó sẽ nói đúng rồi trong 1 giây. Còn nếu mà nói sai thì điểm sẽ bị trừ 1 điểm và chuyển sang câu sai và nói sai rồi trong 1 giây. Rồi bây Tất giờ cả cô. khối lệnh đều như thế. Khi bắt đầu thì con sẽ cho nó ẩn để khi hỏi xong thì khi hỏi tên bạn là gì xong thì nó mới được hiện ra. Tiếp theo thì khi phông nền chuyển thành bảng kia thì tất cả bảng nhân thì phải ẩn. Còn nếu mà chuyển sang bảng nhân thì tất cả bảng kia phải ẩn và bảng nhân phải hiện. Rồi ok. Thế theo con thì Nhân khi mà nó win á, mà các phép tính ở đây nó hiện lên thì con thấy nó có hợp lý không? con thưa cô là nó không hợp lý, và nhìn thế thì nó Không coi không như chúng ta cũng có thể tiếp tục luôn à rồi, và mà. nó che mất cái phông nền win của mình đúng không? Thế con có ý tưởng gì để làm cho khi mà chúng ta win thì những cái phép tính này nó sẽ ẩn đi không? Theo con thì chúng ta sẽ dùng cách nào nhỉ? Con sẽ cho tất cả các khối lệnh có khối lệnh mới là khi
khi chuyển thành phông nền win hoặc lót thì nó sẽ ẩn ạ. Rồi đúng rồi, chính xác. Win là nó là backdrop 1 và backdrop 2 đúng không con? Vâng ạ. À, thì nó sẽ ẩn đúng không? Rồi Vâng đấy, con nhìn thấy chưa, cái phép tính 6 nhân 10 nó đã được ẩn đi rồi đây này, con thấy nó đã bị thiếu mất một phép tính ở đây chưa? rồi Đó, ạ. được chưa? Thì trông cái phông nền win của mình trông nó sẽ đẹp mắt và nó sẽ hợp lý hơn. Rồi ok, gia bảo biết cái điều đó nhưng mà chưa kịp thực hiện đúng không? Rồi bài Không. trong dự án này Gia Bảo còn còn có chức năng gì muốn giới thiệu cùng với các bạn không? Con có muốn giới thiệu thêm cái chức năng gì không? Con có ý tưởng thử thách Ừ. nhưng mà con chưa làm được, Ừ. tại vì con chưa có thời gian thử thách. Con muốn cho các bạn một gợi ý về phần thử thách là Ừ. sẽ cho những cái câu hỏi dối Ừ. dối lên có đáp án sai, Ừ. sau đó sẽ nói là chúng ta phải sửa lại những câu sai của các bạn đã làm sai À. để hoàn thành bài thi. Wow, rồi ok, ý tưởng rất là hay luôn. Rất là tiếc là chưa kịp thực hiện đúng không? Rồi, thế trong dự án này con còn có chức năng nào muốn giới thiệu nữa không? Cá nhân vật con có. Dạ không ạ, dạ À. không ạ. Rồi, thế thì con có thể kết thúc bài thuyết trình của mình nhá. Sau đây là bài thuyết trình của tớ, có ai có góp ý hay ý kiến gì cho tớ không? À, rồi, cô cảm ơn. Nào, cô mời Minh Anh, Minh Anh và Tuấn Khôi có góp ý gì cho bài thuyết trình của Gia Con Bảo được không? thưa là Ừ. thằng mấy cái phép đánh cũng là che e với cả mấy cái con khủng long, cũng có thể là cứ để đấy cũng được, hoặc là cho nó ẩn đi cũng được, và cũng có thể là cho một cái ý tưởng như vậy ấy, như là ý tưởng của Gia Bảo ấy. Ừ, tức là ý tưởng cái phần thử Thì như thế, thách đúng không? đúng rồi, Ừ. cho ý tưởng như thế thì cũng rất là hay Ừ. và Ừ. Rồi, ok. rất là kiểu tốt đấy Ừ, và rồi, sáng ý tạo. tưởng. À, nhưng mà rồi. nhưng mà cô ơi, Ừ. cô vào bảng nhân đi, cô Nào, vào bảng nhân đi, Gia Bảo phát, Minh Anh phát hiện ra gì? cô cứ vào bảng nhân đi, giờ cô sẽ thấy. Đây, bảng nhân là con màu xanh. Rồi, nó Bây sao? giờ cô bấm vào vào 7 nhân 10. À nhầm, cô nhìn 7 nhân 10 đi. Rồi, 7 nhân 10 bằng 60 hả? 7 nhân 10 bằng 70 có phải là 60 đâu. Vì sao quýt cơ à? À, màu xanh lại là 60. À, bây giờ cô phát hiện ra là bài của Gia Bảo có một cái là khi mà đã trả lời xong rồi thì bấm vào lá cờ xanh là nó vẫn trả lời đúng không? Rồi ok, khi mà Minh Anh bảo quay lại thì cô mới thấy. Gia Bảo thấy có cái này có phần nào chưa được hợp lý không? Theo con có phát hiện ra là cái này nó sẽ chưa được hợp lý ở chỗ nào không nhỉ Gia Bảo nhỉ? À, cơ Nhỉ Gia cơ Bảo nhỉ? không biết gì đâu cơ ơi, cơ không biết gì đâu cô ơi, cơ không biết vì sao Con nghĩ mà mấy là như thế thì nó sẽ bị lộ đáp án. cái không 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 phải là Con lỗi đáp án, nghĩ mà vấn đề là khi bấm vào là lá cờ xanh thì người chơi trước họ đã trả lời hết rồi thì người chơi sau đâu có cần phải trả lời nữa đúng không? Gia Bảo có thấy thế không? vâng Ừ, thế theo con thì bây giờ mình sẽ sửa cái chỗ ấn này vào thành vẫn cái gì nhỉ? tới cô nó lộ đáp án. Đúng, thế bây giờ mình sẽ phải làm thế nào để khi mà mình bấm vào lá cờ xanh ấy, thì nó sẽ phải chuyển về cái câu hỏi này thay vì việc là nó vẫn đang ở cái đáp án. Cho thêm khối lệnh cho thêm khối lệnh khi 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 ấn khi ấn vào nhân vật này thì chúng nó sẽ hiện trở lại thành 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 Câu hỏi. câu hỏi ạ. À rồi, khi mà bấm vào nhân vật này thì nó mới hiện thành câu hỏi à. Cô thấy 6 nhân 10 bằng 60 rồi thì cô làm gì phải bấm vào nữa, cô chẳng trả lời nữa bởi vì nó đã bằng 60 rồi, cô đâu có cần trả lời nữa. Ê, à, ngoài cô, có À. phát hiện ra một cái nữa.
Ừ, Minh Anh lại phát hiện ra gì? Khơi cơ. Cơi cơ. Cơ nhìn thấy thấy là cái bạn bảng là hãy bấm vào các phép tính trả lời để ôn tập bảng kiểu trương thì nó bị chê vào mấy cái bảng kiểu trương rồi này. Quá. Không, đấy là do cái phông nền nó bị chuyển. Phông nền là hướng dẫn. Không, Hướng dẫn. nếu mà nó làm từ đầu là nó không có bị đâu. Đây là chẳng qua là cô bấm tắt đấy, chứ còn nếu mà đợi nó thực hiện từ đầu thì nó sẽ không bị. Đấy, được chưa? Đấy, nó hết cái phông nền này xong rồi bấm vào đây. Đấy là nó sẽ quay về cái phông nền bảng đen. Ok, Chà, vừa nãy là cô chưa kịp đợi nó chuyển đến đấy thì cô đã bấm rồi. Rồi, cô cảm ơn phần nhận xét của Minh Anh. Minh Anh còn phát hiện gì nữa không? Minh Anh còn có phát hiện yeah. gì không? Rồi, cô mời Tuấn Khôi nào. Tuấn Khôi có nhận xét và góp ý gì cho bài của Gia Bảo không? Alo, Tuấn Khôi. Ta nghĩ là bài bạn ấy như thế này là được rồi, có thể thêm hai thử thách hoặc là một thử thách cũng được. Ừ, rồi, ok. Thì cô nhận Đấy xét là ý bài, tưởng của cô nhận toàn xét cho bài bạn của đấy. Gia Bảo. Thứ nhất là về phần lập trình thì cái bài của Gia Bảo này cũng tương đối là hoàn thiện, có bảng kiểu trương nhân kết hợp với bảng kiểu trương của phép chia, và ở đây thì con cũng làm rất là cẩn thận tỉ mỉ các phép tính, xếp hàng khá là ngay ngắn này, đẹp mắt này. Và cũng có thêm phần sáng tạo với nhân vật của ba chú khủng long cũng rất là thú vị. Và do là mình cũng có cái ý tưởng để mình phát triển cái dự án này, có cái phần ý tưởng về thử thách như bạn Minh Anh nhận xét là cũng rất là hay và thú vị. Và cô cũng rất là khuyến khích Gia Bảo có thể thực hiện được cái thử thách đó. Tuy nhiên là bạn Gia Bảo ngoài việc học tập thì bạn ấy còn tham dự khá là nhiều những cái cuộc thi và những cái hoạt động ngoại khóa ở trên trường, ở trên lớp. Cô cũng có thấy là mẹ có chia sẻ đợt vừa rồi Gia Bảo được khá là nhiều những cái giải thưởng về cuộc thi về ca nhạc đúng không? Nên là cũng hơi bị hạn chế về mặt thời gian. Nhưng mà cô cũng rất là mong là Gia Bảo có thể dành nhiều thời gian hơn nữa với môn lập trình SCAD để con có những cái sản phẩm nó sáng tạo và thú vị hơn nữa. Nhớ Gia Bảo nha. Còn về phần thuyết trình thì Gia Bảo do là bạn ý rất là năng nổ với những cái hoạt động ngoại khóa nên là cái phần thuyết trình của con cũng rất là tốt, con hiểu rõ về sản phẩm của mình, thuyết trình tự tin. Và Gia Bảo luôn có một cái câu mà cô rất thích, đó là khi mà kết thúc cái phần thuyết trình của mình sẽ có một câu là các bạn có đóng góp và gợi ý gì cho cái sản phẩm của tớ không, đúng không? Thay vì các bạn khác chỉ nói là phần thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc thì Gia Bảo luôn có một cái câu rất là khơi gợi, đó là các bạn có muốn góp ý và đóng góp gì cho cái sản phẩm này của tôi không? Rồi cô rất là khá khen cái phần thuyết trình và cái dự án này của Gia Bảo. Cô cũng chỉ hơi tiếc một chút là chưa có đủ thời gian để làm được cái phần sáng tạo phần thử thách của con để biến cái phần ý tưởng thành hiện thực. Thì ở những dự án sau thì Gia Bảo cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa một chút cho Moscat để cái dự án của mình thú vị hơn. Nha Gia Bảo nha. Dạ vâng ạ.